không ai là gì anh cả nhá. Đừng chỉ vào tao, tao là tiến sĩ đây, thì mẹ chúng mày cứ vừa phải thôi. Anh là gì? Nhưng tôi hỏi anh là anh. Mày chỉ vào tao một lần nữa xem nào. Mày chỉ vào mặt tao một lần nữa xem nào. Miệng như nào? Mày có chỉ vào mặt tao một lần nữa hay không? Anh làm gì? Anh đứng lùi ra đi. Thế mày chỉ xem một lần nữa em nào? Anh đứng lùi ra đi, anh đứng lùi. Không ai chỉ vào mặt anh. Bỏ mày quay xuống. Tao là thằng VTV. Làm gì còn bây giờ tôi lại quay lại các anh này. Anh cứ quay thoải mái, không vấn đề gì cả. Bây giờ anh em tổ bỏ máy quay xuống. Anh em chốt nhá. Anh em hỏi anh là anh ở đâu ạ? Người đàn ông xưng tao là VTV, chống đối tại chốt kiểm soát COVID-19. Khi bị lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu kiểm tra giấy tờ, người đàn ông ở Hà Nội tự xưng tao là VTV, tiến sĩ rồi có hành vi lăng mạ và chống đối. Ngày 16 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, định vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 vào trong khu đô thị. Khi đi qua chốt kiểm soát, người này đã bị lực lượng chức năng giữ lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Theo nội dung clip đăng tải, người đàn ông này có biểu hiện say xỉn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát yêu cầu kiểm tra giấy tờ, người đàn ông đã có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng. Khi được mời vào chốt để làm việc, người này còn tự xưng tao là VTV, tao là tiến sĩ đấy. Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, người đàn ông đã lấy một tập giấy tờ ném xuống đất, rồi sau đó lên xe bỏ chạy. Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc nêu trên được xác định tại chốt kiểm dịch khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá, cho biết sự việc xảy ra vào đêm qua ngày 15 tháng 8 tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc khu đô thị Đặng Xá. Người đàn ông tên là Nguyễn Đê, sinh năm 1983, tạm trú tại xã Đặng Xá, thường trú ở Đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tối qua, do người đàn ông này say rượu nên phải mời vợ ra để làm việc. Sáng nay, chúng tôi đã mời người đàn ông lên trụ sở công an xã làm việc với lực lượng công an, trong đó có cả công an huyện. Bà Nam nói và cho biết hiện nay cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với người vi phạm, thậm chí có thể xem xét xử lý hình sự. Theo bà Nam, bước đầu người đàn ông khai làm giám đốc công ty marketing Đại Dương Xanh và làm ở VTV 10 năm trước. Tuy nhiên, việc này đang được cơ quan chức năng xác minh. Đến thời điểm hiện tại, người này chưa xuất trình được giấy tờ làm ở VTV mà mới xuất trình được giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu và giấy tờ làm ở công ty marketing Đại Dương Xanh, chủ tịch xã Đặng Xá nói. Sáng cùng ngày 16 tháng 8, Thượng tá Phạm Văn Hậu, trưởng công an huyện Gia Lâm, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông vi phạm trên theo quy định. Người này có biểu hiện say rượu, chống đối lực lượng tại chốt kiểm soát COVID-19. Chúng tôi đang cho cán bộ xuống làm việc và kiên quyết sẽ xử lý nghiêm, vị lãnh đạo công an huyện Gia Lâm nêu rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nghĩ của mình. Và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.